Chó Poodle là một trong những giống chó được nuôi phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Các em ấy được yêu thích trên khắp thế giới bởi ngoại hình đáng yêu, bộ lông xoăn độc đáo và đặc biệt là trí thông minh tuyệt vời của mình. Theo các nghiên cứu và thống kê, Poodle là giống chó có trí thông minh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các giống chó thông minh nhất trên thế giới, chỉ sau Border Collie. Với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, dễ chăm sóc và huấn luyện, Poodle là giống chó hoàn hảo để nuôi làm thú cưng trong các gia đình, đặc biệt là các gia đình sống tại chung cư, thành phố, căn hộ nhỏ. Nếu bạn có nhu cầu mua một chú chó Poodle thuần chủng, chất lượng, khỏe mạnh với mức giá hợp lý về bầu bạn hoặc là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè, gia đình, những người mình yêu thương thì Dogili Pet Shop là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Với kinh nghiệm 10 năm nhân giống, nhập khẩu và phân phối chó Poodle tại thị trường Việt Nam, Dogili Pet Shop là địa chỉ mà bạn có thể yên tâm đặt trọn niềm tin mua một chú chó Poodle chất lượng. Liên hệ ngay tới Dogili Pet Shop để mua cho mình một chú chó Poodle thường trú với mức giá hợp lý bạn nhé. 4 lý do để chọn nuôi chó Poodle: sang chảnh nhưng thân thiện và dễ thương. Poodle đang là giống chó đẹp và được nuôi phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới vì vẻ đẹp và sự dễ thương đáng yêu như thú nhồi bông của mình, là niềm đam mê bất tận cho các nghệ nhân cắt tỉa thể hiện tài năng với muôn vàn kiểu dáng bắt mắt. Việc tạo dáng Poodle đã được nâng tầm nghệ thuật. Hàng năm trên thế giới có hàng trăm cuộc thi về cắt tỉa lông chó Poodle dành riêng cho các groomers rất thân thiện với trẻ em và các vật nuôi khác trong gia đình. Chó Poodle là thú cưng tuyệt đối với các gia đình có con nhỏ. Ngày nay Poodle là một trong những giống chó được nuôi nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Cực thông minh và biết nghe lời, top 2 trong bảng xếp hạng những giống chó thông minh nhất trên thế giới của giáo sư Stanley Coren, trường đại học British Columbia, Hoa Kỳ. Để được xếp vị trí này, Poodle có thể hiểu lệnh chỉ sau 5 lần lặp lại với tỷ lệ vâng lời đạt tới 95% số lần trở lên sau lệnh đầu tiên. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, Poodle học hỏi rất nhanh. Bạn không mất quá nhiều thời gian để dạy cho Poodle đi vệ sinh đúng chỗ hay huấn luyện các lệnh từ cơ bản đến phức tạp như bắt tay, nằm ngồi, tập đếm, tìm đồ vật. Một tuyệt chiêu nữa của giống chó này là bạn có thể dạy chó Poodle học biết đi bằng hai chân như một em bé thực thụ vậy, nhỏ nhắn, không rụng lông. Chắc hẳn trước khi quyết định mua, bạn phải cân nhắc xem chó của Poodle có bị rụng lông không. Tin vui là không, hầu hết các giống chó cảnh ngoại nhập khác sẽ rụng lông 1 đến 2 lần trong một năm. Poodle hầu như không bị rụng lông nên rất sạch sẽ nếu được tắm, chải lông thường xuyên. Tại Việt Nam, dòng Poodle Teacup, dòng Toy được ưa chuộng hơn vì kích thước nhỏ nhắn, phù hợp với căn hộ và nhà phố, giá cả hợp lý. Do được ưa chuộng và nhân giống khá nhiều tại Việt Nam nên chó Poodle có giá khá rẻ. Chỉ với 7-8 triệu trở lên, bạn đã có thể mua cho mình một em khá đẹp rồi, khá phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc người mới tập nuôi. Tất nhiên, để sở hữu những bé đẹp, màu hiếm hay dòng Teacup hoặc tai bướm, số tiền bạn phải bỏ ra để mua thì sẽ nhiều hơn. Về giá cả của Poodle năm 2022 tại Dogili, sau đây chỉ là mang tính chất tham khảo. Mức giá chính xác phụ thuộc vào ngoại hình tiền chú chó Poodle, nguồn gốc độ thường chủng và nhiều yếu tố khác. Giá bán áp dụng cho chú chó Poodle con thường chủng từ 2 đến 4 tháng tuổi, được tiêm phòng, tẩy giun đầy đủ trước khi xuất bán. Chó Poodle có màu trắng, ở chó Poodle Toy thì có giá trên 9 triệu đồng, chó Poodle Tiny thì trên 10 triệu đồng, chó Poodle Teacup thì trên 30 triệu đồng. Các chú chó Poodle có màu đen, nâu đỏ, kem vàng mơ ở size Poodle Toy hay là size Poodle Tiny thì có giá trên 7 triệu đồng. Ở size Teacup thì có giá là trên 20 triệu đồng. Ở size Poodle Teacup thì có giá trên 25 triệu đồng. Poodle có màu lông bò sữa thì ở size Poodle Toy có giá trên 14 triệu đồng. Ở size Poodle Tiny thì có giá trên 15 triệu đồng và ở size Poodle Teacup thì có giá trên 35 triệu đồng. Poodle có lông màu xám, ở size Poodle Toy thì có giá trên 20 triệu đồng. Size Poodle Tiny thì trên 22 triệu đồng. Size Poodle Teacup thì trên 40 triệu đồng. Và lưu ý là bản giá trên chưa cập nhật giá chó Poodle Standard vì do dòng này tại Việt Nam khá hiếm người chơi. Do đó bạn muốn mua chó Poodle Standard, bạn cần order nhập khẩu hoặc đặt hàng trước 1 đến 2 tháng. Hãy gọi ngay 0965 086 079. Dogili là thương hiệu thú cưng trực thuộc quản lý của công ty cổ phần Dogili Việt Nam, đơn vị xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh khép kín đầu tiên ở thị trường nước ta, từ trang trại nhập khẩu, nhân giống đến hệ thống cửa hàng buôn bán thú cưng tại Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dogili đảm bảo chó Poodle con thường chủng, toàn bộ chó con bán ra từ trang trại, hệ thống cửa hàng của Dogili Pet Shop đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hỗ trợ tư vấn chăm sóc trọn đời. Dogili Pet Shop sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình nuôi chó Poodle. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc nuôi dạy giống chó này, khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Các bạn có thể mua online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng. Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10, 391 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, 171 Quang Trung phường 10 quận Gò Vấp, 5/17 đường 64 phường Thảo Điền quận 2,
Tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 8195 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Doggy Lee, có thể ghé trang trại Bé Farm tại 125 Quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check-in nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Doggy Lee. Doggy Lee xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và sẽ chọn được một chú chó poodle cực đáng yêu, cực thông minh cho riêng mình. Nếu có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ các fanpage của Doggy Lee hay thông qua hotline 1900 996679 hoặc 0965 086 079. Doggy Lee sẽ hỗ trợ các bạn 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Bye bye.